cận cảnh thiết kế của chiếc bán tải thế hệ mới Toyota Tacoma Trail Hunter 2024, được mệnh danh là thợ săn đường mòn. Không chỉ là cao cấp nhất, Trail Hunter còn là phiên bản chưa từng xuất hiện trong dòng xe bán tải Toyota Tacoma. Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Toyota Tacoma thế hệ mới đã chính thức trình làng tại thị trường Mỹ. Bước sang thế hệ mới, xe có tổng cộng 8 phiên bản, bao gồm SR, SZ, SR5, TZD Freerunner, TZD Sport, TJD Offroad Limited, TJD Pro và Trail Hunter. Trong đó, Trail Hunter là phiên bản chưa từng có của mẫu xe bán tải này. Được định vị như phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Tacoma 2024, Trail Hunter là thiết bị đổ bộ có sẵn tại đại lý theo cách miêu tả của hãng. Với phiên bản này, khách hàng chỉ cần mua về chạy mà không phải độ thêm. Phiên bản này do hãng Toyota và công ty phụ kiện áp của Úc cùng nhau phát triển. Đồng thời, Toyota Tacoma Trail Hunter 2024 chỉ có cấu hình cabin đôi đắp bờ cáp, crew cap. Tương tự bản TRD Pro, Toyota Tacoma Trail Hunter 2024 cũng mang trên mình ngoại hình nổi bật và dễ nhận ra. Theo đó, xe được trang bị đầu xe hầm hố với cản trước cơ bắp, lưới tản nhiệt theo phong cách cổ điển, tích hợp dòng chữ Toyota màu đồng thay cho logo hãng và dài đèn LED nằm ngay bên dưới. Chưa dừng ở đó, Toyota Tacoma Trail Hunter 2024 còn có những đặc điểm nhận dạng khác, như ống thở nằm ở cột A bên phía ghế phụ lái, đèn sương mù rất led có thể chuyển đổi giữa hai màu trắng, vàng. Ốp của lốp mở rộng, tấm chắn đá bảo vệ thân xe và thanh vai bò trên thùng hàng. Tuy nhiên, điểm nhấn đập vào mắt của phiên bản này có lẽ nằm ở bộ vành hợp kim 18 in sơn màu đồng, đi kèm lốp địa hình gứt Ear Territory RT với kích thước lên đến 33 in, tương tự Toyota Tacoma TRD Pro 2024. Ở khu vực phía sau, Toyota Tacoma Trailhunter Hunter 2024 được trang bị cản sau bằng thép của hãng áp và ống xà nằm cao. Hãng Toyota còn lắp đèn xung quanh thùng sau, trang bị móc cứu hộ màu đỏ và tấm ốp gầm bằng thép dập nóng cho mẫu xe bán tải này. Thùng sau của xe được tích hợp thêm máy bơm điện, giúp người dùng bơm lốp sau khi xì bớt hơi để chạy đường mòn dễ dàng hơn. Thêm vào đó là giá đỡ trên thùng sau của hãng áp để lắp thêm lều nếu cần. Không chỉ thay đổi ngoại hình so với bản thường, Toyota Tacoma Trailhunter Hunter 2024 còn được nâng cấp hệ thống treo, với hơi hướng tập trung vào khả năng chạy off-road. Theo đó, xe sử dụng hệ thống treo Oman Emu được phát triển đặc biệt để mang đến khả năng kiểm soát và chở đồ tối ưu khi off-road. Để làm được điều đó, hãng Toyota đã trang bị tay đòn phía trên bằng nhôm sơn màu đồng, hệ thống ngắt thanh cân bằng phía trước và giảm sóc đơn 2,5 in với cảm biến vị trí cho xe. Nhờ vậy mà phiên bản này có gầm phía trước cao hơn 51mm và gầm sau cao hơn. 38mm so với bản thường. Tuy được phát triển như một cỗ máy chạy đường mòn nhưng Toyota Tacoma, Trail Hunter 2024 vẫn là bản cao cấp nên có đủ trang bị bên trong nội thất. Tại đây, xe sở hữu ghế trước có tính năng sưởi ấm và thông gió. Những điểm nhấn màu cam tương phản xuất hiện ở ghế, mặt táp lô và tapi cửa giúp nội thất bớt đơn điệu. Tiếp đến là vô lăng bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 in, màn hình cảm ứng trung tâm 14 in, màn hình hiển thị thông tin kính lái hắt những chi tiết ốp trang trí như đá granite màu xám độc đáo. Hệ thống âm thanh JBL 10 loa với loa Bluetooth có thể tháo ra khỏi mặt táp lô. Điều hòa tự động, ngăn chứa đồ có khóa số ở giữa hai ghế trước và ba công tắc Âu đã đi sẵn dây điện để chỉnh các thiết bị lắp thêm cho xe. Hệ truyền động của Toyota Tacoma, Trail Hunter 2024 là hệ truyền động hybrid có tên E-Fox Mark mới, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.4 lít, Motor điện mạnh 48 mã lực tích hợp vào hộp số tự động 8 cấp và cụm pin NIMH H187KVKH. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 326 mã lực và mô men xoắn cực đại 630 mã lực. Bên cạnh đó là khóa vi sai điện tử phía sau và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 tiêu chuẩn. Gói trang bị này bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, có thể phát hiện người đi bộ, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ đánh lái, hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi giải tốc độ hỗ trợ bám làn đường, nhận biết biển báo giao thông, đèn pha tự động cũng như hỗ trợ lái chủ động. Cuối cùng là phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ khởi hành ngang dốc tiêu chuẩn. Hiện giá bán của thợ săn đường mòn Toyota Tacoma, Trail Hunter 2024 nói riêng, và toàn bộ dòng Tacoma thế hệ mới nói chung vẫn chưa được công bố. Với sự xuất hiện của phiên bản này, Toyota Tacoma hứa hẹn sẽ càng thêm ăn khách ở thị trường Mỹ. Đây chính là mẫu xe bán tải hạng trung bán chạy nhất tại Mỹ trong gần 2 thập kỷ qua. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.